Chào mừng bạn đến với MyDio, tóm tắt nội dung sách, chuyện hay, kênh chia sẻ những kiến thức bổ ích, những bài học thực tế từ các cuốn sách hay. Sau đây là phiên bản tóm tắt của cuốn sách Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ, tác giả Đặng Hoàng Giang. Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ, cuốn sách dài hơn 300 trang của tác giả Đặng Hoàng Giang kể về những hoang hoài của giới trẻ. Như lời đề tựa, tác giả tặng những người trẻ đang đi tìm mình và cha mẹ của họ, như cách bước vào thế giới mà đôi khi bản thân cũng không hiểu rõ mình là ai, đang làm gì, định hướng tương lai như thế nào. Sách là câu chuyện về những người trẻ trên dưới 20 tuổi, cá biệt có người 15 tuổi và có người 24 tuổi, tương ứng với khái niệm thiếu niên muộn trong tiếng Anh và được tác giả gọi bằng cái tên hậu tuổi thơ, thời kỳ mà người ta đã để lại tuổi thơ ở đằng sau, nhưng chưa hoàn toàn bước vào thế giới của người lớn, theo nghĩa đã đi làm, lập gia đình, độc lập về tài chính. Phần đầu của cuốn sách chất chứa tâm tư của những người trẻ, họ hoang mang không lối thoát vì thế giới thiếu vắng bóng người lớn trong năm tháng quan trọng đầu đời. Câu chuyện của Minh Khuê, 20 tuổi là một trong số đó. Cô có thai ngoài ý muốn và buộc phải tới phòng khám để phá thai. Tận đáy sâu tâm hồn, cô gái trẻ luôn dằn vặt bản thân, tôi có phải người xấu không? Tới giờ tôi vẫn không có câu trả lời, cô run bắn lên và khóc ri rỉ khi bác sĩ còn chưa chạm vào người. Cô độc, hoảng loạn. Đã có lúc Khuê định tìm sự an ủi ở mẹ, nhưng nhận lại chỉ là những lời nói khiến tim đau nhói hơn, buồn cái gì mà buồn. Cuối cùng, Khuê chọn cách im lặng, một ngoại hình thật gai góc như vỏ bọc của em, xăm mày, sỏ khuyên mũi, cạo đầu. Đi theo hành trình của tác giả, mỗi người đọc cũng sẽ thấy hình ảnh những đứa trẻ nhầm vai, mong muốn được nâng đỡ nhưng cuối cùng lại phải dìu dắt bố mẹ mình. Bởi chính người lớn cũng là hậu quả của những sang chấn tâm lý hậu tuổi thơ. Đó là Dan, cậu con trai phải làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ trong khi chính cậu cũng chênh vênh vì một tuổi thơ được nuông chiều, bón sẵn. Hay là Ly, cô gái có thành tích học tập xuất sắc, có bằng cấp tại Mỹ, tự nhận mình là một cỗ xe tăng nhưng không hề hạnh phúc. Nỗ lực của cô xuất phát từ việc tự giao cho mình trách nhiệm bù đắp cho sự bất hạnh của má người mẹ chơi vơi trong chính cuộc hôn nhân của mình. Và có lẽ rất nhiều người trẻ cũng sẽ tìm thấy hình bóng mình trong phần 3, trong ngục tù của tình yêu. Đó là câu chuyện của những chàng trai, cô gái bị kèm cặp từ nhỏ, không thể theo đuổi ước mơ của mình vì phải sống theo định hướng của người khác. Hải Như mong muốn được học vẽ, nhưng ông bà cô thì ghét cay ghét đắng nghề nghiệp ấy. Hương đam mê nhạc điện tử, nhưng bị gia đình bắt theo đuổi con đường hàn lâm đến độ trầm cảm. Những mảng màu thậm chí còn tối hơn khi người trẻ hé lộ họ từng phát điên, thậm chí tự sát khiến ai cũng sẽ giật mình soi chiếu lại bản thân hay bàng hoàng, thương xót. Nhưng bức tranh phía sau tuổi thơ không chỉ được khắc họa với tông màu u ám duy nhất. Lắng lòng với tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ, người đọc được nghe câu chuyện từ cả hai hướng, người trẻ và bố mẹ của họ. Và qua những phân tiết của tác giả dưới góc độ chuyên môn về các khía cạnh tâm lý sâu xa, người đọc và cả những nhân vật tìm được những lối thoát chữa lành vết thương hậu tuổi thơ. Đó là việc học cách mở lòng đối mặt với nỗi đau và rộng lượng hơn với mọi người, như Xuân Dương, cô nữ sinh 21 tuổi luôn mặc cảm khi bố lấy hai vợ. Tổn thương của Dương dần lành khi cô tham gia nhóm đạp xe cùng những người bạn cũng có vấn đề trong cuộc sống. Đó cũng có thể là cái kết có hậu hơn cho cả bố mẹ và con nếu cả hai chịu ngồi lại, lắng nghe, để rồi thấu cảm cho nhau. Câu chuyện của chàng trai tên Lâm và mẹ cậu, Liên, là một trong số đó. Thay vì chấp nhận để mối quan hệ của cả hai ngày càng ngột ngạt, họ đã tìm tới bác sĩ tâm lý Song Lê. Từ đó, cả hai đã tìm được cách thả lỏng, không còn phán xét người còn lại. Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ dẫn người đọc vào thế giới của người trẻ trên dưới 20 tuổi, lứa tuổi không còn trẻ con, nhưng cũng chưa thực sự là người lớn. Trong thế giới đó có những run rẩy của va chạm thân thể lần đầu, có lấp lánh của tình yêu, có những đêm dài, những chuyến đi xa, những hoang mang và băn khoăn hiện sinh. Nhưng bao trùm lên tất cả, như một tấm màn lớn là nỗi đau. Nỗi đau từ sự cô đơn của đứa con vẫn được xã hội khen là trưởng thành và ngoan, từ sự trống rỗng nội tâm của đứa trẻ lớn lên trong một gia đình lạnh lẽo. Từ sự tuyệt vọng của người trẻ bị giam cầm trong nhà tù mang tên tình yêu cha mẹ. Đối diện với những góc khuất tâm lý một cách chân thật, không né tránh nhưng bằng một tâm thế bao dung, thấu cảm và hoàn toàn không giáo điều, Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ là tác phẩm mà người trẻ và cả những bậc phụ huynh nên tìm hiểu, không chỉ một lần. Mời các bạn lắng nghe nhiều cuốn sách hay hơn tại mydio.vn hoặc ứng dụng MyDio, thế giới âm thanh của bạn. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo.